Rồi, kênh Bất Động Sản Phú Vlog xin chào quý chị. Rất vui mừng xin giới thiệu với quý anh chị dãy nhà ở xã hội 1.600 căn với những căn mặt tiền kinh doanh và những căn ở trong dùng để ở hoặc cho thuê, mua bán cho thuê. Đây, kinh doanh quán nước cho thuê ha, các mẫu nhà như thế này quý anh chị. Giá từ 450 triệu một căn nha quý anh chị, 450 triệu một căn. Nhà hoàn thiện vô ở luôn. Đó. Khu vực rất là đông đúc. Đây là cái phân khu 1 của mình ha. Hiện tại mình xây dựng là 1.600 căn nha quý anh chị. Khoảng trong kia là cái khu vực của phân khu 2. Phân khu 2. Đường này là đường nhựa nha quý anh chị. Thì hôm nay mình lâu rồi mình không có quay lại khu này, thì nay mình quay lại để cập nhật cho anh chị tình hình tiến độ thực tế của dự án. Thì bây giờ với cái tầm tiền 450 triệu quý anh chị đi kiếm nhà rất là khó khăn quý anh chị. Một cái khu được đông như thế này 1.600 căn lại càng khó nha. Duy nhất cái khu này mới có được cái khu đông như thế này, và mình ở nó đông vui, và cơ bản là về đây mình sẽ được sử dụng là nước máy và đồng hồ điện riêng nha quý anh chị. Trước đây là nước máy hết, nước nhà nước, xung quanh là khu dân cư hiện hữu đã khá là đông rồi. Khu dân cư hiện hữu rất là đông. Trong đây thì khoảng khu vực này thì mình có bán đất nền khoảng 980 triệu một nền, diện tích 5x22 ha. Rồi trong toàn bộ một cái khu dân cư như thế này rất là đông. Đất ở đây bây giờ lên giá nó rất là nhiều nha quý anh chị. Rồi, nhà dãy nhà phố này thì từ 1 tỷ 350 một căn, diện tích 412 515 nữa ha. Thì từ 1 tỷ 350 một căn, sổ hồng riêng nha quý anh chị. Đây nhà người ta đã về ta ở rồi. Trong cái khoảng không gian trong đây thì mình là giai đoạn 4 nha. Giai đoạn 4 cái phân khu 4, cái nhà lớn này cũng thuộc về phân khu 4 nha. Còn bên phải của mình là phân khu 3. Dân người ta cũng đã về ở và người ta xây những cái biệt thự như thế này, những cái nhà mặt tiền như thế này ngày trước mua để mình kinh doanh nha. Thì bên mình đang hiện tại đang bán những cái sản phẩm nhà mặt tiền cũng giống như thế này, thì giá tầm khoảng là 650 triệu nha quý anh chị, 650 triệu nha. Kể nhà mặt tiền như thế, đó, kinh doanh được, buôn bán được, rất là đông nha. Dãy này bây giờ cái phân khu 3 này bây giờ người ta lên nhà rồi ha, lên nhà là đẹp hình thành hết trơn rồi. Nó giống như phân khu 1 ở ngoài kia. Con đường này sẽ làm đường nhựa hết cho quý anh chị nha, làm đường nhựa và vỉa hè, bờ kè luôn nha. Đó, rất là khu này rất là đông. Một cái vòng tròn, mình nhìn lại một cái vòng tròn, đường này thẳng ra là quốc lộ 11 sẽ làm đường nhựa chính hết cho mình luôn. Đây, nhà của người ta đã về ta cũng xây rất là nhiều ha. Xây hoàn chỉnh hết rồi. Đó. Rồi khu vực bên kia là mình sẽ quy hoạch xây dựng thêm là 1.000 căn nhà phố nữa nha quý anh chị, căn nhà phố nữa tới đụng cái vách màu xanh nha quý anh chị, nhà xanh. Thì đây là dự án nhà ở xã hội 1.600 căn nha quý anh chị. Đó, 1.600 căn, quy hoạch thêm 1.000 căn nữa. Đây là cái phân khu tiếp theo mình hướng dẫn đến anh chị, đó là phân khu 5. Phân khu 5 này thì mình sẽ xây dựng giá nhà từ 480 triệu một căn nha, 470 đến 500 mấy rồi cũng có nha quý anh chị. Thì mình vô mình quay cái nhà cho quý anh chị xem cái mẫu nhà 470 nha. Đây dân cư ở về khá là đông rồi. Mẫu nhà như thế này. Đó quý anh chị. Diện tích là ngang 3m2 dài 8 nha. 3m2 dài 8, xây dựng một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và dài vô trong, bên đây thì 3m2 dài 10. Giá là từ 530 nha quý anh chị. Là có cổng rào vừa trước khoảng tầm 2m nha, có cổng rào. Khu vực này thì khu sinh hoạt chung nha quý anh chị. Đó. Nhà mình thì đủ hướng đông tây nam bắc đều có nha quý anh chị, nên phù hợp với phong thủy của quý anh chị hết.
Giá ở đây là phân khu 5 là từ 470 triệu một căn, diện tích 3m2 x 8 và 3m2 x 10 nha quý anh chị. Đó, bên kia vẫn là giai đoạn mở rộng bên của bên dự án nhà nha. Đây nông trường, công trường công nhân đang làm việc rất là, bây giờ là 12 giờ rưỡi trưa rồi nha quý anh chị. 12 giờ rưỡi trưa. Trời hôm nay thì âm u và không có nắng. Đó. Rất là rộng, đang ủi đất à, ủi đất làm hạ tầng đó, ủi đất làm hạ tầng để mình làm đường đó quý anh chị, để mình xây nhà tiếp tục ha. Rồi tiếp tục đây là phân khu 2 nha quý anh chị. Phân khu 2. Ở đây là những cái căn nhà sổ riêng là 1 tỷ 3 nha quý anh chị. Sổ riêng 1 tỷ 3. Đây những cái căn nhà như thế này thì 650 triệu rồi quý anh chị. Xây dựng là một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và đúc thật nha. Đó, làm rất là nhiều nhà nha quý anh chị. Còn cái mẫu mà một trệt hai lầu đó quý anh chị, một trệt hai lầu đó là 650 triệu nha, 650 triệu một căn. Mình đây cái đường chính nè, cái đường này sau khi mà làm hết hạ tầng đây là mình đổ nhựa hết cho quý anh chị cái đường này luôn ha. Rồi mình đi ra ngoài đây, ra ngoài ngoài đây ha, ra ngoài đây là đường chính nè. Cái bên kia mình nhìn là cái phân khu 1 đó quý anh chị, phân khu 1 của bên mình ha. Rồi ra ngoài đây là hiện tại mình đã xây lên hoàn thiện 10 căn đầu ha, tiếp tục mình xây thêm là 10 căn nữa là 20 căn á. Đợt này mình hoàn thiện xong 10 căn này là mình xây tiếp tục. Đó. Xây lên để đây là cái kiosk nhà kinh doanh, diện tích tầm khoảng 3m2 nhân cho 6, ở trên là 3m2 nhân 7, xây có sân thượng ha. Sân thượng, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Đó quý vị. Làm móng rồi ha, làm móng là mình tiếp tục mình xây nguyên cái dãy này 10 căn nữa nha quý anh chị. Đây, mẫu nhà như thế này. Đó, mẫu nhà như thế này. Đó. Ví dụ mình lại tới đây đi. Đó. Xây ở dưới là bếp, nhà vệ sinh và cầu thang. Ở trên là một phòng ngủ và ở trên cái này là thêm là một sân thượng và một phòng ngủ nữa nha quý anh chị. Còn cái như này là cái ban quản lý dự án nha, ban quản lý dự án để sau này các thủ tục về nhập khẩu và các hỗ trợ về cái vấn đề điện nước cho quý anh chị nha. Hỗ trợ vấn đề điện nước cho quý anh chị luôn. Còn trước ngoài kia, ở ngoài kia đã là quốc lộ rồi nha quý anh chị, tỉnh lộ 824 á, xe tải chạy lớn, rất là lớn ở ngoài kia. Đây mình sẽ chạy ra cho quý anh chị mình xem. Rồi, đây là tỉnh lộ 824. Đó, xe tải rất là lớn. Cái kiosk kinh doanh này cách mặt tiền đường nó chỉ có mấy chục mét thôi nha quý anh chị. Cách đường mấy chục mét, trục đường chính đi vào ha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ kênh Bất Động Sản Phú Vlog 0796566837, 0777540282 để được tư vấn dẫn đi xem nhà thực tế nha quý anh chị. Và anh chị nào nhớ xem kênh, có nhiều cái căn nhà ở mình trong kênh á, bấm vô kênh thì mình sẽ xem được thực tế nhiều căn nhà khác nữa nha quý anh chị. Phù hợp với nhu cầu mình thì cứ gọi điện cho mình quay thực tế hết đó quý anh chị. Và đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thêm nhiều video mới của kênh Bất Động Sản Phú Vlog nha quý anh chị. Xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.